2019 đã và đang đến trên khắp mọi miền đất nước với muôn nhà muôn người. Một mùa xuân rạng rỡ, bao trùm dải đất hình chữ S thân yêu với niềm tin và khát vọng hùng cường chưa bao giờ dâng cao đến thế. Niềm tin và khát vọng này đang được thể hiện rõ nét, nổi bật tại Bộ Thông tin và Truyền thông qua những hành động, việc làm cụ thể. Trong những ngày đầu tiên đi làm của xuân mới này, chúng ta tự hào về những thành tựu, kết quả đạt được trong năm 2018, những định hướng, nhiệm vụ chủ yếu của Bộ năm 2019 qua phát biểu chỉ đạo hết sức cô đọng và chân tình của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông vừa diễn ra tháng 1 năm 2019. Tôi khẳng định lại, cái thành quả tốt đẹp toàn diện của đất nước có sự đóng góp trực tiếp to lớn của Bộ Thông tin. Đặc biệt chúng tôi đánh giá cao Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng và tập thể lãnh đạo Bộ Thông tin đoàn kết, quyết tâm đổi mới để góp phần đưa đất nước chúng ta trong lực lượng của công nghiệp phát triển. Đặc biệt của chúng ta đã tạo một cái hiệu ứng, một sự ủng hộ của xã hội. Nó đây là con đường đi lên, đi nhanh của Việt Nam phải là công nghệ, phải là doanh nghiệp công nghệ cao của Việt Nam. Chính phủ Việt Nam với đông đủ nhiều thành viên các bạn hôm nay rất ấn tượng cái cụm từ mà chúng ta đã dùng, đó là sáng tạo và khát vọng Việt Nam. Bộ Thông tin đã xác định lại đúng, tôi nói xác định lại đúng vị trí, vai trò, sứ mệnh của lĩnh vực bưu chính truyền thông, công nghệ thông tin và tuyên truyền. Đặc biệt các chính sách đưa ra định hướng lớn để làm kim chỉ nam cho sự phát triển của bộ. Tôi đặc biệt đánh giá cao Bộ Thông tin đã có quyết định số 51 ngày 11 tháng 1 và chỉ thị số 03 ngày 10 tháng 1 về việc triển khai nghị quyết 01, nghị quyết 02 của chính phủ một cách nghiêm túc. Thủ tướng cũng chỉ rõ một số tồn tại trong năm 2018 mà Bộ cần phải nhanh chóng khắc phục. Đó là thứ hạng Việt Nam về các lĩnh vực quản lý của Bộ còn thấp, thậm chí có xu thế tụt hạng. Lĩnh vực ICT lẽ ra là đầu tàu của cả nước, nhưng tốc độ tăng trưởng trong những năm gần đây chậm lại nhiều. Vẫn chưa đi đầu về công nghệ, về cách mạng công nghiệp 4.0. Mạng xã hội còn nhiều bất ổn. Một số cơ quan báo chí không thực hiện đúng tôn chỉ mục đích. Công tác quản lý phóng viên còn lỏng lẻo. Đạo đức tư cách của một số phóng viên xuống cấp, vi phạm pháp luật. Vai trò quản lý nhà nước, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ của một số sở thông tin truyền thông còn mờ nhạt, chưa đóng góp nhiều cho địa phương. Hôm nay có 63 đồng chí. Giám đốc sở ngồi đây, tôi nói thẳng như vậy để ông thấy. Và nhân đây thì Thủ tướng cũng tuyên bố chưa xác nhập vấn đề sở thông tin cho bất cứ sở nào, trừ khi Thủ tướng có nghị định mới về bộ máy. Tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã trả lời và giải đáp thỏa đáng các kiến nghị của Bộ Thông tin Truyền thông và các đại biểu nêu ra. Trước hết tôi đồng ý, nhất trí với những cái phương hướng đầy trách nhiệm, thậm chí là tham vọng về một Việt Nam phát triển của ngành trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Và đó chúng tôi cho là một nhiệm vụ rất nặng nề của toàn bộ cán bộ công chức làm lĩnh vực công nghệ thông tin. Chính phủ đồng ý, theo các chính phủ, để Bộ Thông tin sửa các luật về viễn thông, tần số để tạo điều kiện để phát triển. Đồng ý với đề xuất của Bộ Tài chính về cơ chế tiền lương cho các cục tần số, cục viễn thông, cục phát thanh truyền hình cho đến khi có cơ chế tiền lương mới. Giao Bộ Tài chính nghiên cứu việc có hạng mục chi thức cho công nghệ thông tin. Củng cố lại Sở Thông tin các địa phương, sở sẽ là hạt nhân xây dựng chính quyền điện tử ở địa phương. Và tôi đồng ý Bộ Thông tin trình chính phủ nghị định về việc chia sẻ cơ sở dữ liệu. Chính phủ đồng ý cho thí điểm sử dụng tài khoản viễn thông để thanh toán hàng hóa có giá trị nhỏ, trước hết là thí điểm ở một đơn vị viễn thông. Như vậy, cả ngành ngân hàng và hệ thống viễn thông tham gia thanh toán điện tử, nhất là thanh toán điện tử nhỏ lẻ, thương mại điện tử ở một số công việc có liên quan. Chính vì vậy, Bộ Thông tin trình chính phủ về việc cho phép sử dụng tài khoản viễn thông thanh toán dịch vụ nội dung số. Và đây chính là một cái điểm trong môi trường cạnh tranh Việt Nam. Cụ thể nghị quyết 02 chính phủ đề cập rất mạnh mẽ.
tôi giao cho Bộ Thông tin đề xuất phương án đặt hàng báo chí, cơ chế tài chính như một mô hình doanh nghiệp cho các đơn vị sự nghiệp trong lĩnh vực thông tin tuyên truyền. Tôi yêu cầu Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Thông tin đề xuất ưu đãi thuế cho các đơn vị sự nghiệp lĩnh vực tuyên truyền. Thủ tướng đồng ý để Bộ nghiên cứu và báo cáo Chính phủ mô hình trung tâm hoặc tổ hợp báo chí nhà nước. Sau khi trả lời các kiến nghị đề xuất của Bộ Thông tin và Truyền thông, Thủ tướng đã nêu ra những định hướng lớn cho Bộ trong năm 2019. Tôi xin nhấn mạnh một vài cái định hướng lớn. Đó là đơn đặt hàng yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đối với các ngành ở đồng chí. Trước hết, Việt Nam chúng ta phải có thứ hạng cao về ICT. Bởi ICT là nền tảng của mọi lĩnh vực khác, là nền tảng của kinh tế số. Cái việc thứ hai, khởi nghiệp công nghệ, phát triển doanh nghiệp công nghệ Việt Nam, dùng công nghệ để giải quyết các vấn đề của Việt Nam, yêu cầu Bộ Thông tin phải dẫn dắt việc phát triển các thiết bị công nghệ ICT của Việt Nam. Chính phủ khóa mới nên tính đến cái tên của bộ này, có thể là Bộ Công nghệ và Truyền thông. Nhưng công nghệ rất lớn đó các đồng chí, chứ không phải bộ 4T đâu. Vấn đề lớn thứ ba là để khắc phục những tồn tại về báo chí. Các đồng chí cơ quan quản lý nhà nước về báo chí, việc phát triển báo chí, quản lý báo chí để phục sự sự nghiệp đổi mới, làm cho Việt Nam sánh vai cường quốc Nam châu là việc quan trọng của quản lý nhà nước về báo chí. Khẳng định nền kinh tế số, kinh tế dữ liệu chính là tương lai của nền kinh tế. Do vậy, Thủ tướng đã yêu cầu ngành thông tin và truyền thông phải góp phần quan trọng thay đổi tư duy về chính sách, tạo ra kỳ vọng đi tắt đón đầu đối với Việt Nam và phải thực hiện tốt các nhiệm vụ sau. Thủ tướng khẳng định rằng nền kinh tế số, kinh tế dữ liệu chính là một phần quan trọng tương lai của toàn bộ nền kinh tế. Chính sự phát triển vượt bậc của ngành công nghiệp thông tin phải góp phần thay đổi tư duy của định chính sách, tạo ra kỳ vọng đi tắt đón đầu chưa từng có đối với Việt Nam. Nhiệm vụ này rất quan trọng. Đối với lĩnh vực viễn thông, tôi đề nghị các đồng chí xử lý triệt để vấn đề sim rác. Tôi đề nghị chủ tịch, tổng giám đốc các công ty, các doanh nghiệp viễn thông di động phải chịu trách nhiệm cá nhân về sim rác. Sim rác không xử lý được thì hậu quả rất khó lường như thế này. Chỉ có Việt Nam mua sim dễ dàng như vậy thôi. Có nước nào mua thì dễ dàng như Việt Nam. Bộ trưởng phải chỉ đạo các đơn vị có liên quan về lĩnh vực viễn thông để làm việc này. Tôi quan ngay Bộ trưởng đã có đồng ý bật đèn xanh cho 5G Việt Nam trước hết là thành phố Hồ Chí Minh. Cho nên tôi yêu cầu công ty sớm triển khai cấp phép tần số 4G và cấp phép thử nghiệm 5G. Các nước mà nghe nói Việt Nam phép 5G là rất ngạc nhiên về tiến bộ của chúng ta. Đây có mạng thực sự không nhỉ? Về lĩnh vực công nghệ thông tin, tôi đề nghị các chí sớm trình đề án chuyển đổi số quốc gia, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ cả về nhận thức và hành động của các bộ, các ngành, các địa phương, giúp Việt Nam có sự bứt phá về phát triển kinh tế số, xã hội số. Đặc biệt cần phải nâng cao thứ hạng Việt Nam về chính phủ điện tử. Năm 2020 phải tăng ít nhất 15 bậc chính phủ điện tử sau 2018. Nhân hội nghị này, tôi quan ngay văn phòng Chính phủ đứng đầu đồng chí Bộ trưởng Mai Tiến Dũng rất chủ động xây dựng chính phủ điện tử. Tôi yêu cầu Bộ Thông tin là chủ công của chính phủ điện tử, nhất là vấn đề công nghệ. Nhân đây tôi rất quan ngay Hà Nội, Thừa Thiên Huế, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương v.v. đã chủ động xây dựng chính phủ điện tử. Tôi đồng ý trình các đồng chí Bộ trưởng Thông tin, trình Chính phủ và Thủ tướng Quốc hội về việc sử dụng một phần quỹ viễn thông công ích cho công nghệ thông tin theo cơ chế của quỹ. Các cần tập trung đẩy mạnh việc xây dựng chính phủ điện tử và thành phố thông minh là việc rất quan trọng mà họ đang mong ngóng. Đây là một điểm thi đua của ASEAN. ASEAN người ta đang đặt vấn đề Việt Nam mà chúng ta đã ký mấy thành phố liền chưa triển khai những chuyện này. Bộ Ngoại giao các bạn hôm nay phải làm việc với Bộ Thông tin để triển khai cái chủ trương này
để cái cuối năm nay, à giữa năm nay chúng ta họp ASEAN, chúng ta công bố về cái vụ điện tử Việt Nam. Tôi cũng yêu cầu các đồng chí sớm đề xuất chính sách tạo môi trường an toàn, bền vững, thu hút khởi nghiệp, tạo điều kiện cho khởi nghiệp. Có tình trạng tôi báo cáo các đồng chí, người ta hay nói luật pháp mình thế nào, chính sách mình thế nào mà các khởi nghiệp chạy sang Singapore để kinh doanh, để phát triển. Mà khởi nghiệp bây giờ đó vai trò rất quan trọng trong tăng trưởng GDP. Hôm nay các anh bộ trưởng có mặt đây, các đồng chí đóng góp chỗ này để chúng ta làm khởi nghiệp Việt Nam rõ nét hơn, nhất là trong giới trẻ, trong các trường đại học, các viện nghiên cứu không ạ? Trong tất cả vấn đề thì vấn đề đào tạo nguồn nhân lực cho công nghệ thông tin, có thể có 1 triệu kỹ sư không cứng ở phần mềm, ai đào tạo ở các trường nào có làm rõ nào chuyện nào, và những nhân tài bìa rừng gấp núi trong lĩnh vực này ở đâu, ở đâu để chúng ta tìm về đây để phát triển lĩnh vực công nghệ này. Về lĩnh vực an toàn mạng, cần phải phát triển các doanh nghiệp an ninh mạng Việt Nam. Việt Nam phải thành rất mạnh và mong ước là một cường quốc về an ninh mạng, không để tình hình hiện nay, tình hình hiện nay là rất nghiêm trọng, không được để mạng các cơ quan đảng nhà nước bị tấn công tại các công ty. Cần phải giám sát các đợt tấn công mạng, phát hiện các tổ chức an ninh mạng trên toàn quốc và chủ động báo sớm các cơ quan một cách chủ động hơn. Chính vì vậy, không chỉ là các biện pháp kỹ thuật mà các bộ ngành địa phương cần chủ động bố trí ngân sách phù hợp cho hoạt động bảo đảm an toàn an ninh mạng. Trong các dự án đầu tư về công nghệ thông tin, bắt buộc phải có cấu phần về an toàn an ninh mạng. Bộ Thông tin, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng có sự phối hợp quản lý, làm rõ trách nhiệm để quản lý tốt an ninh mạng, không để tình trạng nguy hiểm như hiện nay. Việc phát triển các doanh nghiệp công nghệ Việt Nam trong lĩnh vực ICT, dùng công nghệ giải quyết các vấn đề Việt Nam, các đồng chí phải làm một cái phong trào cách mạng trong lĩnh vực của mình. Chúng ta cần nhiều doanh nghiệp công nghệ vừa và nhỏ, nhưng cũng phải chú trọng hình thành một số doanh nghiệp công nghệ lớn có thứ hạng toàn cầu. Cho nên các ông lớn như Viettel, BBT, Mobifone, FPT, v.v. phải cố gắng vươn ra mạnh mẽ lên thị trường thế giới. Các đồng chí cũng phải sản xuất được các thiết bị viễn thông, đặc biệt là thiết bị hạ tầng viễn thông. Mà nhân đây tôi yêu cầu các nhà mạng Việt Nam phải dùng thiết bị Việt Nam. Thiết bị này thì sao như là biết, vừa lãi lớn vừa an toàn. Các cái quản lý nhà nước về báo chí, làm sao báo chí nước ta phải góp phần tạo đồng thuận, tạo niềm tin xã hội, không được làm giảm đi sức mạnh quốc gia, ý chí một dân tộc, 4.000 năm văn hiến, niềm tự hào và ý thức vươn lên, đoàn kết một lòng vì đất nước, báo chí đóng góp mạnh mẽ hơn để đưa quốc gia dân tộc Việt Nam phát triển. Hoặc có một khát vọng mạnh mẽ về cái việc 100 năm thành lập nước và 2045 Việt Nam phải như thế nào và toàn dân Việt Nam phải làm cái gì, đồng tâm hiệp lực làm sao để đất nước phát triển so với nước tiến bộ, những nước công nghiệp, không để chúng ta đói nghèo lạc hậu, tránh được 7 tuổi trung bình. Báo chí đóng vai trò quan trọng để xây dựng ý nghĩa. Chính vì vậy mà cái việc tiếp theo của các đồng chí đó là triển khai nghiêm túc quy hoạch phát triển và quản lý báo chí đến năm 2025. Sau khi được Thủ tướng phê duyệt, chúng ta cũng dàn xếp là tốt các tư tưởng, xử lý vấn đề không phải việc làm cho anh em, nhưng có quy hoạch báo chí theo tinh thần của Ban Chấp hành Trung ương đã thông qua. Tôi đồng ý với các đồng chí là phải dùng công nghệ để xử lý và quản lý báo chí tốt hơn nữa, cùng với việc rất quan trọng về đạo đức người làm báo. Tôi yêu cầu trách nhiệm của Bộ Truyền thông tin đối với các mạng xã hội nước ngoài, các cái đơn vị nước ngoài làm ăn tại Việt Nam trong lĩnh vực báo chí, mạng xã hội phải tuân thủ luật pháp Việt Nam, vì chúng ta là nước có chủ quyền, có hiến pháp, pháp luật rõ ràng. Chính vì vậy, Bộ Truyền thông tin phải sử dụng đồng bộ các biện pháp về pháp lý, về kinh tế và kỹ thuật để xử lý các vi phạm pháp luật Việt Nam.
Tôi yêu cầu các đồng chí tiếp tục xây dựng mạng xã hội Việt Nam phải có số lượng người dùng không kém các mạng xã hội nước ngoài. Chúng ta vừa xem Zalo, 45 triệu người đã sử dụng mạng Zalo, các mạng xã hội khác 15%, như vậy chúng ta có 60 triệu người bằng Facebook rồi. Một đất nước mà 60% người dân sử dụng internet thì vấn đề mạng xã hội trong thời đại này rất vô cùng quan trọng. Tôi yêu cầu trong thời gian đấy, với chức năng nhiệm vụ được nhà nước giao, các đồng chí phải lành mạnh hóa trên không gian mạng, người tham gia phải chính danh, có pháp luật xử lý một cách nghiêm khắc tin sai, tin vu khống, lợi dụng không gian mạng để phá cái đội chúng ta. Với cái tình trạng này, cái sự chuyển hóa mất niềm tin rất nghiêm trọng do các trang mạng gây ra, chúng ta cũng phải có biện pháp chấn chỉnh mạnh mẽ, không để tình trạng kéo dài. Việc giám sát thông tin trên không gian mạng, đánh giá, dự báo, phát hiện các xu thế thông tin, cảnh báo kịp thời như vừa qua và đề xuất biện pháp cho các cấp chính quyền xử lý thời tiết. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Bộ Thông tin và Truyền thông trong năm 2019, phát huy truyền thống, tinh thần phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được Đảng, Chính phủ giao theo phương châm kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá hiệu quả năm 2019 của Chính phủ. Trung ương Đảng, Chính phủ có niềm tin lớn vào Bộ Thông tin với sự dẫn dắt của nhà công nghệ, nhà quản lý Nguyễn Văn Hùng. Tôi xin chúc Bộ Thông tin 10 chữ vàng luôn xứng đáng của ngành: trung thành, dũng cảm, tận tụy, sáng tạo, nghĩa tình. Và tôi cũng yêu cầu Bộ Thông tin một cơ quan đi đầu của 12 chữ năm 2019 mà đã được Chính phủ thảo luận tại nghị quyết: kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá và hiệu quả. Và Tổng Bí thư đã nói phát biểu năm 2019 phải hơn tất cả các mặt của năm 2018. Vậy thì Bộ Trưởng Thông tin trả lời câu hỏi hơn các mặt là hơn như thế nào? Đó là một chương trình hành động cụ thể nhất trong triển khai nhiệm vụ năm nay. Quán triệt tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng với phương châm hành động, làm gương, kỷ cương, trọng tâm, bứt phá, toàn thể lãnh đạo, công chức, viên chức và người lao động Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ đoàn kết một lòng, chung tay, chung sức, quyết tâm bứt phá, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ kế hoạch ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm 2019, xứng đáng với những kỳ vọng của Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và nhân dân đã gửi gắm, đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, đưa khát vọng về một đất nước Việt Nam hùng cường sớm trở thành hiện thực. Việt Nam mãi cùng bên, một phương trời bên.